Chiều ngày 21 tháng 2, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Mậu Tuất, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng các đồng chí lãnh đạo bộ và đại diện một số cục vụ của Bộ Công Thương đã đến kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và chúc Tết các cán bộ, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Đạm Ninh Bình, một trong 12 dự án thua lỗ đang được Bộ Công Thương nỗ lực giải quyết. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến thái độ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỷ luật, một không khí đầy hăng say, nhiệt huyết tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đạm Ninh Bình, ngay từ lãnh đạo đứng đầu đến những người lao động trực tiếp đang điều khiển, vận hành hệ thống máy móc, đóng gói sản phẩm. Báo cáo chung về tình hình sản xuất, ông Vũ Văn Nhẫn, Tổng Giám đốc công ty cho biết, sau khi khắc phục xong sự cố máy nén khí K1301 tại xưởng khí hóa ngày 3 tháng 11 năm 2017, các máy móc thiết bị đã đủ điều kiện khởi động chạy lại máy từ 15 tháng 1 năm 2018 và đến ngày 29 tháng 1 năm 2018, công ty sản xuất được xấp xỉ 27.000 tấn ure, bình quân mỗi ngày sản xuất gần 1.300 tấn và đang vận hành ổn định với phụ tải đạt 80% thiết kế, đã sản xuất bán được khoảng 22.000 tấn ure. Lượng hàng tồn kho chủ yếu do các khách hàng dừng lấy trong dịp nghỉ Tết. Một điều quan trọng là người lao động có việc làm, tư tưởng ổn định, yên tâm công tác với mức thu nhập đủ trang trải chi phí sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, do vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn nên rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía chính phủ, Bộ Công Thương cũng như từ phía các ngân hàng. Nhấn mạnh tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định cả hệ thống chính trị từ chính phủ, Bộ Công Thương đến các bộ, ngành, địa phương luôn dành cho Đạm Ninh Bình sự quan tâm đặc biệt và cũng luôn hiểu sự nỗ lực của công ty trong thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng công ty nên tự hào vì có công nghệ không thua kém, người lao động thì gắn bó, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản. Nhiều người tuổi đời còn trẻ nhưng đã có kinh nghiệm nhiều năm công tác, nhưng do những yếu tố khách quan và chủ quan trước đây nên bị thua lỗ. Vì thế, thời gian này cần chủ động vươn lên, trước khi trời cứu thì phải tự cứu lấy mình. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho rằng hiện công ty gặp khó khăn về vốn. Thứ trưởng cùng lãnh đạo tập đoàn hóa chất Vinachem đã làm việc cùng tập đoàn than khoáng sản Việt Nam để ứng trước 40.000 tấn than giúp nhà máy. Thứ trưởng khẳng định trong năm 2018, lãnh đạo bộ và lãnh đạo tập đoàn cũng sẽ tiếp tục gỡ dần bài toán về vốn, về công nghệ giúp cho nhà máy từng bước ổn định sản xuất. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ rõ trước hết cần rà soát, đánh giá tổng quan về công nghệ, thương mại, quản trị doanh nghiệp để báo cáo lãnh đạo bộ hỗ trợ công ty, đề xuất các phương án tối thiểu và phương án tối đa, có giải pháp thực hiện các giải pháp một cách cụ thể. Tiếp đến, Vinachem chủ động xây dựng, phát triển thị trường đủ mạnh để giữ thị phần, phát triển thương hiệu, mở rộng và liên kết trong hệ thống phân phối. Theo đó, các đơn vị thuộc bộ có trách nhiệm cùng tập đoàn làm tốt công tác thị trường, nghiên cứu chính sách về thuế, phòng vệ thương mại, làm tốt công tác truyền thông, thông tin để mọi người hiểu rõ những khó khăn của công ty, đồng thời thấy được sự nỗ lực vượt khó rất đáng tự hào của lãnh đạo và người lao động công ty.